Chào cả nhà, con chào tất cả các ông bà, cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã trở lại kênh YouTube Kavilog nha. Thì cả nhà, cái khu gò mối này thì lâu lắm rồi đó không có trở lại cả nhà. Thì hôm trước thì cách nay cũng có hơn gần 2 tháng rồi, hình như là hôm Tết tới giờ. Thì đỏ có đến đây, nhưng mà đỏ thay quay thì thông tin thì đỏ không có thấy nữa. Nhưng mà hôm nay thì đỏ cũng muốn trở lại đây xem như thế nào. Và cũng xem chiếc máy niệm Phật của mình đặt ở đây rồi, nó còn hoạt động tốt hay không cả nhà. Thì mùa nắng thì đỏ nghĩ nhưng mà máy không có mưa thì trời mà vẫn nắng như vậy thì con đỏ nghĩ thì cái máy niệm Phật vẫn ổn, nhưng mà đỏ có muốn đi coi thử như thế nào và trong đây có phát hiện được tâm linh nào khác hay không đó. Thì giờ cả nhà đỏ cùng cả nhà mình đi vào khu gò mối này thêm một lần nữa nha cả nhà. Này là từ bên ngoài đó đi vô sâu vô trong này cũng xa lắm đó nha. Thì cái này thời tiết cũng nắng này, đi đây chắc cũng khỏe. Lâu lắm rồi vô đây. Cây này là cái cây chân bầu,
cây chân bầu mà nó to cỡ này vậy ta. Phải không tợ. Cái chân bầu mà to dữ vậy. Đúng rồi, cái lá chân bầu nè. Cây chân bầu mà to khủng khiếp cả nhà. Hôm trước là đỏ ra đây rồi nghĩ ra cái hay không có cái chân bầu. Nghĩ là cái gì á, ai về đây bây giờ là cái chân bầu. Cái chân bầu mà to cỡ này là không biết bao nhiêu tuổi cho nó rồi mà nó lật ngang ngã nè. Mà khi nó ngã bây giờ nó lên chồi non nữa cả nha. Nó khủng khiếp cái chân bầu. Cái gì muốn sẹt ngang thật. Cái nhà thấy không cả nhà? Một cái lần trắng xẹt ngang mọi người. Mùa hông hợp và to thế. Xẹt ngang cái dèo camera cả nhà. Ở ngoài nhìn không thấy. Ở trong cam lại thấy nè. Nó mùa hông hay gì? Mùa hông sao to vậy đâu? Sao chiếc máy niệm Phật không nghe nữa đâu. Không nghe máy niệm Phật. Đây làm như có mồ mới nữa. Máy niệm. Hai người mồ mới nữa nha. Nghe một cái tiếng một tiếng niệm Phật mà không biết là cái máy nào. Wow, mộ mới nhiều vậy. Lên cái nữa.
Ủa cái máy đây để đâu rồi, giờ chổng luôn rồi. Đây là một cái máy niệm Phật để đây nè cả nhà. Sao mà mình không thấy đây? Giờ đâu rồi? Đây nè. Bị rớt bể cái gì? Rớt bể mà sao bể dữ thằng vậy ta? Này ai đập? Bể mất tiêu cái kiến để mà ở trên miếng năng lượng này cả nhà, nhưng mà vẫn phát được. Mình không nghe lâu được cả nhà, nghe là cũng như bị bắn quyền á. Sao kỳ ta, sao bể dữ ta? Có gớt con đồ đến độ bể nát dữ vậy? Có ông nào vô đây làm mồ rồi nghe tiếng này không chịu? Như sao á? Có nhiều người nghe tiếng niệm Phật không chịu quá nha. Ở đây có người vô làm mồ á. Thanh Minh nè. Bên đây còn như là một cái máy nữa. Trời nắng chỗ này nó rộng rãi, nó dễ đi quá nha. Trời mưa của mình đi không có được, trời mưa tùm. Một cái máy niệm Phật bên đó nữa. Chiếc máy này tính ra là hình như là cũng 2 năm mấy rồi đó cả nhà. Tôi nhớ là đặt cái chiếc máy này là hình như là đầu gần giữa năm 2022 thì cũng gần như 2 năm. Tại đó không có đứng gần được cả nhà. Cái âm thanh của tiếng niệm Phật á, nó có một số âm thanh tiếng niệm Phật là bản quyền. Còn âm thanh mà cái bỏ thường đặt cho cả nhà mình nghe đó, thì âm thanh đó không có bị bản quyền nữa. Thì đã cũng có xin rồi, cho nên là không bị bản quyền cái âm thanh đó nữa. Nhưng mà những cái âm thanh này, máy niệm Phật này, Nam Mô A Di Đà Phật như thế này thì hay bị bản quyền đó. Vô khu này nó thiệt với cả nhà thấy không, cây cối nó cái nào nó to, cái to đùng. Nói chung gà đỏ đi vô đây thì cũng như ăn cơm bữa, mà bỏ đi riết là bỏ cũng quen, mà cũng không còn cảm giác gì gọi là nó rùng rợn nữa. Thì cả nhà mình nó nhiều khi cũng suy nghĩ là chắc chỗ này cũng có gì đáng sợ, nhưng mà cái mẫu chuyện, cái sự tích ở trong khu vực này á, thì nó thật với cả nhà có thấy những cái nguyệt mà nó nhỏ nhỏ như thế này không? Những cái nguyệt mà được lấy cốt rồi, có những cái nhỏ xíu, có những cái không thể nào lấy được luôn, nó mất luôn cái nhà, cái kiểu như là nó bị bình lạc mồ luôn. Bị lạc mồ luôn là không tìm thấy được nữa. Và những cái ngôi mộ cũng nhỏ, thì trong đây đó là cái khu vực này á, là chôn những thi thể em bé còn nhỏ rất là nhiều trong này.
Có một lần đỏ đi xe, đỏ chạy ngang. Đây có một cái núm nhỏ. Các nhà thấy không? Không biết cái núm này là cái núm gì. Đây là như một cái mộ thôi. Các nhà thấy không? Giống như một cái ngôi mộ đúng không? Nhưng mà chỉ một cái núm nhỏ thôi. Đây, cái này cũng là một con núm. Rất là nhỏ. Đi đằng quạng là sập, không thấy bà luôn. Hố hố lỗ lỗ nhóc. Thì rõ nó giờ nó lũ lũ đi ở đây là đâu, không biết đâu luôn rồi. Ủa, đây là đâu rồi? Đã thấy vẫn trống nó đi thôi, thì gì đó không không nhớ hướng đi nào, hướng nào ra luôn rồi. Chứ nghe, nghe thì máy mình quạt đấy, bị bể lỗ dữ vậy ta. Sao tự nhiên mộ mà lại bể một lỗ to đùng luôn. Đường lỗ rất là to. Bây giờ hiện tại cái máy của đỏ bây giờ nó đã bộ nhớ là như nó đầy. Đâu giờ nó đang đi, đi ở đây là nó nhớ nhớ rồi nè. Ủa, phải không ta? À đúng rồi. Thì giờ nó sẽ đi ra cả nhà, bộ nhớ đầy rồi. Giờ đỏ xử lý lại nữa, tại vì đỏ quay mấy ngày, đỏ nó về có xử lý lại. Kỳ đó, nó đầy đầy rồi đó. Nó không biết lưu vô bộ thẻ như thế nào đó. Nó cứ lưu trong máy không à. Nó không lưu trong thẻ. Thẻ thì có, sao nó không lưu thẻ mất. Nó báo cho mình biết là chỉ còn một ít thôi. Nãy đó thấy hai cái luồng trắng phát qua phát lại hai lần nha. Đó gì nè, tôi coi lại coi có chính xác là cái hình dạng của vong linh hay không, tại vì chỉ là một cái luồng trắng đi ngang thôi, cũng không biết xác định được là cái đó là cái hình ảnh của vong linh hay là như thế nào mà đã cũng chưa biết. Thì đó cái gì nè, nó coi lại mới được. Mấy lần trước vô không thấy rồi, cái lần này cũng không thấy, mà chỉ thấy có một cái gì đó trắng trắng lạ lạ nó bay ngang. Đỏ nghĩ cái đó là một là vong linh, còn hai nó là do bù hông mấy con phiêu thân nó bay ngang, cái ánh đèn nó sáng nó chá rồi nó ra cái luồng trắng vậy. Nó đi giáp vòng á, giáp vòng nhưng mà đó đi nhanh luôn thì cũng không có lâu lắm. Tại vì cũng không phải là quá rộng, mà cũng không phải là quá nhỏ. Đủ để làm cho người ta sợ trong khu vực này. Yếu con dế thì chắc chắn, dám chắc chắn điều là không ai dám vô đây. Đã vô đây 10 lần vô 10 thôi, không có người nào hết, chỉ ngoài mình lên đỏ thôi. Tại vì không ai dám vô đây hết á. Ban đêm là hình như là không có một ai dám vô. Tới xe đỏ này nha. Thì bây giờ cái nhà đỏ xin là dựng video nha. Đỏ quay cũng không có lâu lắm, nhưng mà đi một vòng thì đỏ phát hiện được một điều là cái máy bị bể rồi. Máy niệm Phật bị bể rồi nhưng mà vẫn hoạt động được đó nha. Chắc do là không có hấp thụ được năng lượng cho nên là không có hoạt động được. Đỏ mở lên vẫn phát lên cái tiếng âm thanh.
Thì trong khi đổi đi đổi thấy hai cái luồng trắng, nó không biết là cái luồng trắng nó là ma hay là của vong linh hay là một cái vật gì đó. Đổi về nó coi lại nha. Thì thôi bây giờ cả nhà đổi xin là dừng video ha. Hẹn cả nhà một clip tiếp theo nữa nha. Hy vọng là sẽ phát hiện được nhiều tâm linh để mà đổi có thể là đổi giúp cho họ được sự siêu thoát. Cái tiếng bước đi sau lưng. Bây giờ cả nhà đổi dừng video, hẹn cả nhà một clip tiếp theo nha. Bye bye nha cả nhà.